28 triệu đồng thôi thì quý anh chị cô chú sẽ có ngay một chiếc xe tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng kiểu dáng nhìn rất xinh xắn và xịn sò. Và bây giờ mời tất cả các cô chú chị cùng theo em review về chiếc xe 28 triệu đồng này, coi em nó có những gì. Để nói đầu tiên thì em cũng gửi một lời chúc sức khỏe ha, một lời chào trân trọng, chúc cho đời gia đình thương của em có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ở bên gia đình. Chiếc sự màn hình của mình thì quý anh chị thấy một chiếc xe form dáng nó là như là Toyota Vios. Sản xuất đời 2008, nhưng con này Vios gọi là Vios 37 nha quý anh chị nha. 37 gọi là Livan. Này nó gọi là xe Trung Quốc mà nhưng mà em nó nhái theo cái kiểu con Vios làm sao thì nó nhái y chang như vậy luôn, không khác tí nào cả. Nếu anh chị nào xài thì anh chị nhìn kỹ sơ qua thì anh chị mới phân biệt được thôi, chứ còn nhìn thoáng qua là như một chiếc xe Vios. Con này thì đăng ký là 5 chỗ ngồi, máy xăng không hết như hẹn, hai túi khí thắng ABS. Hiện tại em để tình trạng như vậy thì bán cho cô chú anh chị lấy về tập chạy tập lái cho nắng cho mưa ha. Nói chung xe này chạy tập lái thôi, nước sơn bề ngoài thì em nó không có được đẹp như anh chị nha, xấu nha, nó không được đẹp đâu. Nhưng là mọi chức năng thì vẫn đang hoạt động rất là bình thường. Kiểm định thì còn tới ngày 18 tháng 6 năm 2024. Con này được cái nhìn bán dễ dàng, cửa nó nhìn cũng rất là cứng cáp nha anh chị nha. Đó. Sơn zin hết ha, keo chỉ căng đét luôn, tắp bi tắp lô thì theo năm tháng thì em nó cũng te tua tàn tạ ha, có một vài chỗ nó xấu nè, dán băng keo nè. Này lấy về anh chị tự dọn nha, xe này để như vậy bán luôn, tại vì xe đổi cho khách để vậy bán luôn. Nội thất thì được cái ok nha quý anh chị nha, nội thất rất chi là sạch sẽ luôn. Này 28 triệu đồng thôi là quý anh chị của chú sở hữu cái chiếc xe Toyota Vios Lifan, sản xuất đời 2008, chỉ có 28 triệu đồng, hai túi khí thắng ABS luôn. Kèo cột keo chỉ căng đét, con này sơn zin nhìn dạ chứ còn khá là nhiều luôn. Đó, thật anh chị lấy và tập chạy tập lái, che nắng che mưa, chạy vòng vòng, cửa nẻo đóng rất là khít này, như thế tập bê tập lô sạch sẽ thôi, không có len ke, được cái nội thất rất chị ok. Con này em nói trước nha, nước sơn nó hơi xấu nha, nó không có đẹp nha. Đó, anh chị nào đã từng trải nghiệm những con xe này thì anh chị cái biết, anh chị cũng biết là cái độ bền của em nó cũng khá là ok. Và đặc biệt con này là em nó xài là máy của em nó là hàng con này xài như có 1.3 thôi nha anh chị nha. Bản này là bản 1.3 nha, full xăng điện tử. Đó, bản số Sài Gòn ha. Đó, bao cải lộn nha anh chị nha. Xe này bao cải lộn là bao tranh chấp. Mình bọng vẫn còn căng đét. Đó, nước sơn thì em nói trước hơi xấu. Thích hợp anh chị nào đúng tay đúng chân lấy về mà tập lái là đúng bài luôn ha. Đó, lấy về tập lái ngày chạy 50-100 cây là bình thường nha anh chị nha. Rồi tập lái xong hư cưng dịp bán dây chai luôn cũng không có lỗ đâu anh chị. Đó. Hiện tại thì mọi chức năng đang hoạt động bình thường, kiểm định thì vẫn còn hơn một tháng. Đó, anh chị thấy nào, bốn cái tắp bị cửa nào, kính chỉnh điện anh chị ha. À, ngon lành gần đào không, kèo cột nè, trời sơn zin nè, căng đét luôn. Đó, em ấy em nó đến từ thương hiệu của Trung Quốc. Rồi bước vào bên trong thì xe số sàn 5 cấp nha anh chị nha, em kiểm tra sơ bộ nha cho cô chú bên chị coi em nó như thế nào ạ. Này phải âm côn vô nó mới cho đề anh hả anh chị. Đó, thắng ABS anh chị ha. Đó, ok không, xe có hỗ trợ một cái màn hình giải trí ngay dập sập sình, tay lái trợ lực, đèn còi xi nhan các kiểu, con cà đều đây, cái kèn độc lắm chị, đây kèn nằm bên này. Thấy cái kèn là thấy lượm rồi đó ha, kèn nằm đây. Nói chung là con xe này thì máy móc rồi nó vẫn nổ bình thường nha quý anh quý chị nha. Cái này nó mở cốp ở đâu đây, anh chị lấy về đổ xăng lăn bánh và chạy kiểm tra có lạnh gì còn không. Lạnh thì lạnh còn luôn nha anh chị nha, có hơi lạnh nha. Đó, có hơi lạnh nha, ok. Có cái quạt bên này thì nó hơi xe tới nhiêu sao, bốn kính trên đi à, cái này thì cũng bị liệt rồi. Đó, nói chung xe này là để bán cho quý anh chị về dọn hoặc là anh chị bỏ bãi đất trống chạy ha. Nói chung máy móc là ok thôi, gầm bè con này nhìn này rất là đẹp. Rồi cái này mở nó cả bộ đâu trời, để mới sao em chưa biết mở này luôn á. Đây ai nó có nắp đây. Đó, có một cái kính bị liệt đó, để như vậy bán cho cô chú anh chị nào lấy và tập lái nha. Hay này em khuyến khích là anh chị lấy và tập lái nha, tập lái thôi chứ đức chi là ok luôn. Đây. Đó. Máy móc dung tích xi lanh là 1.3 nha quý anh chị nha. Đây. 1.3. Full xăng điện tử nha anh chị. Đó. Máy nổ thì thi thâm, dàn viết nè, vẫn còn rất chi là ok luôn. Đó, kèo cột ngon lành cả đào. Đó. Quý anh chị của chú nào đúng tay ha, đúng chân, đúng cầu, đúng nhịp lấy và tập lái ha. Tập lái xong bán cái chai. Rồi. Chạy vòng vòng, luyện cứng tay lái xong rất ok. Còn anh chị nào thích dọn lấy và dọn cũng được. Đó, về chùm lại sơn nguyên con. Đó, anh chị nào đúng tay đúng chân thì xin vui lòng alo cho em ha, có số điện thoại đó là 0978222220 ha. Quay luôn cái dàn gầm cho anh chị xem, gầm nhìn bãi chứ rất là chức nha anh chị nha, gầm rất đẹp này chị không, gầm bề ok. Đó, mọi chức năng thì nói chung là máy móc là nổ chạy bình thường, được cái bốn cái vỏ thì em nó cũng còn khá là dày anh chị ha, còn được 70-80%.
Ở xe này anh chị hỏi nha, chạy được 100-200 cây số không? Em bao anh chị luôn nha, bao anh chị chạy luôn. À, thích hợp anh chị tập lái. Em xin nhắc lại, với số tiền 28 triệu đồng thì quý anh chị của chú sẽ sở hữu ngay chiếc xe Lifan sản xuất đời 2008, đăng ký 5 chỗ ngồi, phiên bản là 1.3, nội thất đẹp, lạnh có, nước sơn ngoài hơi xấu, đăng kiểm thì còn tới cuối tháng 6. Tay lái trợ lực, kính bấm đồng sơn si, có một kính bên kia bị liệt, máy lạnh ok. Nói chung là để như vậy cho anh chị lấy và tập chạy tập lái thôi, con số nhẹ nhàng nha. Rồi ok, ngày chạy 50-100 cây bình thường đó. Của chú anh chị nào thích lấy dọn thì xin vui lòng liên hệ với em nha. Và đây là lần đầu tiên của chú anh chị đến với kênh của em, thì của chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và nhấn chuông sắt tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất theo ngày tháng ở bên em nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau.